Khoảng 2 ngày nay, miền Bắc ở trong hình thái thời tiết chủ đạo là ban ngày nắng hanh, buổi trưa nền nhiệt lên cao, có thể đạt 29 đến 30 độ C, nhưng về chiều, đêm và sáng sớm trời lạnh đến rất lạnh, tùy theo địa hình. Dự báo kiểu thời tiết này còn kéo dài liên tục nhiều ngày đến giữa tuần sau, nền nhiệt chênh lệch quá lớn giữa đêm và ngày có thể gây nên hiện tượng sương muối vào ban đêm ở vùng cao. Theo các chuyên gia nông nghiệp, sương muối sẽ làm chậm tốc độ sinh trưởng của cây trồng, gây lụi hoa màu, ảnh hưởng sản xuất của bà con nông dân. Với con người, hiện tượng giá sương, sương muối và thời tiết nóng, lạnh chênh lệch sẽ gây tình trạng khô da, dị ứng, các bệnh liên quan tim mạch, huyết áp. Còn tại miền Nam, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, trong ngày 18 tháng 11, mực nước triều cường tại Nam Bộ đã lên rất cao. Dữ liệu đo tại trạm Hải văn Vũng Tàu, mức cao nhất là 4,14 m vào lúc 2 giờ 45 phút ngày 18 tháng 11. Dự báo ngày 19 tháng 11, mực nước cao nhất tại trạm Hải văn Vũng Tàu có thể đạt 4,2 m và gió đông bắc ở ven biển Nam Bộ có thể đạt tới cấp 6 đến 7, giật cấp 8 đến 9, sóng biển ở ven bờ cao 2 đến 3 m. Từ ngày 20 tháng 11, đỉnh triều ở Nam Bộ có xu hướng giảm dần nhưng vẫn ở mức cao, gió đông bắc ở Nam Bộ vẫn giật tới cấp 8 đến 9.